90 tuổi đua xe. Dựa theo câu chuyện có thật về bà Meeta Munoz, 70 tuổi, đã 3 lần ghi tên mình vào lịch sử giải đua xe đạp nguy hiểm bậc nhất thế giới ở thành phố La Paz, Bolivia, Nam Mỹ. Mẹ thấy trong người thế nào rồi ạ? À? Bà Mary vốn bị mắc nhiều chứng bệnh của tuổi già, nay lại thêm nỗi đau vừa mất đi cậu con trai yêu dấu, khiến bà càng trở nên suy sụp, sức khỏe vì thế mà ảnh hưởng nghiêm trọng. Mẹ, Ben đã ra đi được 1 năm rồi, dù sao thì... Mẹ không thể tin nổi là Ben đã không còn. Mẹ uống một chút đi. Từ hôm qua tới giờ, mẹ đã không ăn gì rồi. Mẹ không muốn ăn uống gì cả. Dạ bác Marie, bác có tiền sử cao huyết áp, tiểu đường, hô hấp và xương khớp. Hầu hết là những bệnh dễ thấy của tuổi già. Tuy nhiên, nếu không có chế độ ăn uống và tập luyện phù hợp thì tình trạng sẽ khó cải thiện. Từ ngày em trai của tôi mất, mẹ tôi còn mắc chứng khó ngủ nữa. Chính vì thế mà sức khỏe càng trở nên yếu dần. Tôi sẽ đưa ra phác đồ điều trị. Bác cần phải tuân thủ nghiêm ngặt. Hy vọng sức khỏe sẽ sớm ổn định hơn. Bà Mary không muốn vận động. Suốt ngày bà không bước chân ra khỏi giường. Cho tới một hôm, giải đua xe đạp sắp bắt đầu ư? Mình cũng có thể. Bác đăng ký tham gia giải đua xe đạp nguy hiểm bậc nhất thế giới này ư? Không thể được. Thưa bác sĩ, tôi đã nói với mẹ tôi rằng điều đó là không thể, nhưng bà cứ nhất quyết đòi phải tham gia. Tại sao lại không chứ? Bác sĩ nói rằng tôi cần tham gia một môn thể thao nào đó. Điều đó sẽ tốt cho sức khỏe cơ mà. Nhưng không phải là môn thể thao nguy hiểm này. Bác chỉ nên đạp xe đạp vòng quanh công viên mà thôi. Tôi nhất định sẽ đăng ký tham gia. Tôi sẽ có 2 tháng để luyện tập chuẩn bị cho giải đua này. Dù có 2 năm để tập luyện nữa thì cũng không được đâu. Tôi là một bác sĩ có hàng nghìn bệnh nhân giống bà. Cuộc đua này quá nguy hiểm đến tính mạng, bà không nên... Đúng rồi mẹ, tại sao mẹ lại cứ bảo thủ như vậy? Tất cả đều phản đối, nhất là bác sĩ người đang chăm lo sức khỏe cho mẹ. Nếu có bệnh hệ gì, thì ngay trên đường đua ấy, ai cứu được mẹ chứ? Không, tôi làm tôi chịu, các người hãy mặc kệ tôi. Bất chấp lời khuyên của bác sĩ và sự can ngăn của con gái, ngay ngày hôm sau... Bà Mary bắt đầu luyện tập với chiếc xe đạp đua để chuẩn bị cho mùa giải sắp đến. Nghe nói bà ấy đăng ký tham gia giải đua xe đạp lên đỉnh La Paz. Hả? Gì chứ? Khỏe mạnh như tôi còn chưa dám tham gia. Bà ấy nghĩ gì không biết nữa. Tự nhiên lại dở chứng hay sao? Bác Mary, bác có sao không? Bà Mary, tôi cứ tưởng người ta nói đùa, chứ thật là bà định tập luyện để tham gia giải đua xe đạp lên đỉnh núi La Paz hả? Đúng thế, tôi đang luyện tập để đi thi. Cháu có nghe nhầm không? Bác định tham gia giải đua xe đạp nguy hiểm bậc nhất thế giới La Paz. Đúng vậy đó, chàng trai. Hồi bác ơi, cuộc đua đó đi qua những đoạn đèo núi hiểm trở, độ cao thay đổi liên tục. Nhiều tay đua chuyên nghiệp đã từng bỏ mạng rồi. Có người chỉ sốc độ cao thôi mà đã phải đi cấp cứu. Mà bác năm nay đã 60 tuổi rồi. Đúng thế bà ơi, tôi và bà cùng tuổi. Bà còn bệnh tật nhiều hơn tôi nữa.
Tôi đây chẳng tiểu đường huyết áp như bà, mà còn chẳng dám tham gia. Thôi, lên xe về với tôi đi bà ơi. Không, hai người về đi, mặc kệ tôi. Sau 2 tháng tập luyện, đã tới ngày diễn ra giải đua. Bà Mary rất vui vẻ bước vào cuộc thi. Nào, xin mời tất cả các tay đua chuẩn bị vào vạch xuất phát. Nhìn kìa, tại sao có bà già tham gia chứ? Nhìn kìa. Đường đua nguy hiểm sao lại có người già thi chứ? Bà ấy có khi phải gần 60 tuổi ấy chứ. Tất cả chuẩn bị sẵn sàng. 3, 2, 1, bắt đầu. Đã khá hơn rồi. Tuy nhiên, lần sau thì bác không nên tham gia những cuộc thi thế này nữa. Tôi vẫn ổn mà. Dù lần thi đầu không thành công, bà Mary vẫn tiếp tục lao vào tập luyện. Hằng ngày, bà dành ra 3 tiếng để đạp xe. 3 năm sau, bà Mary tiếp tục đăng ký giải đua xe đạp trên đỉnh núi La Bát lần thứ 2. Cố lên! Ừ, bà cụ kia nhiều tuổi lắm rồi, vậy mà tham gia cuộc đua này để đạt được điều gì cơ chứ? Thật nực cười mà. Con gái à, mẹ chỉ trầy xước nhẹ thôi, không có sao đâu. Mẹ, giờ thì mẹ sẽ bỏ ý định tham gia cuộc thi quái đản này chưa ạ? Đó là môn thể thao tốt mà. Chỉ tốt với giới trẻ thôi, với người già như bác thì quá nguy hiểm. Nếu mẹ cô còn tiếp tục tham gia cuộc đua này, tôi từ chối khám chữa bệnh cho bà kể từ hôm nay. Ông không, thưa bác sĩ, mẹ tôi sẽ không tham gia nữa đâu ạ. Mẹ hãy nói với bác sĩ là mẹ sẽ không tham gia giải đấu này thêm một lần nào nữa đi mẹ. Tưởng rằng bà Mary sẽ bỏ cuộc, thế nhưng sau đó bà vẫn âm thầm luyện tập để chuẩn bị cho lần thi tiếp theo. 3 năm sau, giải đua xe đạp nguy hiểm nhất tại thành phố La Paz lại tiếp tục được tổ chức. Đây cũng là lần thứ 3 bà Mary đăng ký tham gia giải đua. Và quá trình tập luyện của bà kéo dài trong suốt 10 năm, kể từ khi bà bắt đầu tập những bước đầu tiên. Sẵn sàng, 3, 2, 1, bắt đầu! Cố lên! Trời ơi, nhìn kìa, có nhầm không? Bà cụ kia đang vượt lên các tay đua 20 tuổi. Chuyện gì lạ vậy? Bà cụ 70 tuổi hả? Ôi trời ơi, thật không tin nổi mà. Cố lên, anh yêu, cố lên. Không thể để bà già kia chiến thắng anh được nha. Con trai, cố lên, một chút nữa thôi. Bà cụ kia không thể nào về nhất được đâu. Trời ơi, bà cụ lấy đâu ra sức mạnh vậy? Cô đừng gọi tôi nữa. Tôi đã nói là nếu bà Mary tiếp tục tham gia cuộc đua xe nguy hiểm đó, tôi sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào rồi mà. Chiếc cúp vàng thuộc về bà Mary Mathieu. Không thể ngờ, người phụ nữ đã bước sang tuổi 70 lại có thể vượt qua rất nhiều tay đua cự phách để giành chiến thắng. Chuyện gì thế này? Bà Mary đã giành được cúp vàng giải đua xe đạp nguy hiểm bậc nhất thế giới ư? Tôi có thể giành được chiến thắng ngày hôm nay bởi tôi muốn thực hiện nốt ước nguyện của Ben, con trai tôi. Cho tôi được nói đôi điều với cậu con trai đáng khuất của tôi. Con trai yêu quý, cách đây 10 năm con đã tham gia giải đua này với một kỳ vọng giành được chiến thắng. Nhưng không may, con đã mất đà và bỏ mạng tại vách núi này. Mẹ đã chuẩn bị cho giải đua này suốt 10 năm vì mẹ muốn thay con làm việc đó. Chiếc cúp ngày hôm nay là dành tặng cho con. Mẹ, hóa ra mẹ đã nỗ lực
thậm chí sẵn sàng đối mặt với sự nguy hiểm tính mạng để đạt được điều đó ư? Bà Mary, bà thật tuyệt vời. Tôi thật không thể ngờ là bà có thể làm được như thế. Bà thật đáng ngưỡng mộ. Mẹ à, mẹ đừng nói mẹ sẽ bắt chước giống bà Mary nha. Có chứ, mẹ nghĩ mọi thứ đều có thể làm được, chỉ thiếu lòng quyết tâm. Mẹ không gì ngăn cản được trái tim của một người mẹ. Xin chúc mừng bà Mary. Xét nghiệm các chỉ số của bà Mary đã có kết quả rồi đây. Thật lạ, dường như mỗi căn bệnh được đẩy lùi. Tình yêu của người mẹ không chỉ giúp bà ấy quyết tâm giành chiến thắng, mà nó giúp bà ấy phục hồi sức khỏe một cách kỳ diệu. Câu chuyện có thật của người phụ nữ mang tên Mitha Munoz đã làm lay động trái tim của hàng triệu người trên thế giới. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!